Trung Quốc kêu gọi vực dậy các nỗ lực bảo đảm hòa bình ổn định khu vực nhưng né tránh thảo luận về tranh chấp chủ quyền biển Đông trong cuộc họp với bộ trưởng quốc phòng các nước a si an do Bắc Kinh chủ trì hôm 16 tháng 10. Một số nước trong khối tiêu biểu là Việt Nam và Phi líp pin có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Bắc Kinh ở biển Đông, nhưng Trung Quốc thường tránh dùng các diễn đàn khu vực để thảo luận về vấn đề này. Trong bài diễn văn khai mạc, bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn không hề đề cập tới các tranh chấp lãnh hải. Thay vào đó, ông kêu gọi các nước ASEAN cùng thúc đẩy cho các mối quan hệ tốt đẹp hơn và nỗ lực hơn nữa để giải quyết các thách thức về an ninh. Ông thường nói Trung Quốc mong muốn hợp tác đối thoại với Bộ Quốc phòng các nước ASEAN để cùng bảo đảm hòa bình ổn định khu vực và bắt tay tạo môi trường an ninh lành mạnh. Trung Quốc và ASEAN đã mất nhiều năm trời nhưng chưa đạt được một bộ quy tắc ứng xử biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý để hạ giảm căng thẳng tranh chấp. Trong quá trình tiến tới bộ quy tắc đó, Bắc Kinh ngày càng trở nên táo bạo trong việc bảo vệ các tuyên bố chủ quyền tại các vùng biển có tranh chấp. Gây tranh cãi nhiều nhất là các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc khẩn trương tiến hành xây dựng và trong một số trường hợp cho đặt cơ sở quân sự trên các đảo này để giành quyền kiểm soát hầu hết toàn bộ diện tích biển Đông.